Sáng ngày 6 tháng 5, nội dung Marathon SEA Games 32 đã bước vào thi đấu tại khu vực Angkor Wat, thành phố Siem Reap. Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ 38-39 độ C nên các vận động viên đã bị vắt kiệt sức, sốc nhiệt. Trong đó, vận động viên Việt Nam Nguyễn Thị Ninh đã ngất xỉu sau khi cố về đích. Vận động viên của Campuchia bỏ cuộc. Nguyễn Thị Ninh sinh năm 2005, thuộc biên chế của đơn vị quân đội, là một trong hai vận động viên marathon nữ Việt Nam dự SEA Games 32 bên cạnh vận động viên Lê Thị Tuyết. Trời nắng nóng cháy da, cơ thể kiệt quệ nhưng Nguyễn Thị Ninh vẫn cố gắng trên từng km. Ở những đoạn cuối, bước chân lảo đảo và tưởng như đã bỏ cuộc nhưng Ninh không dừng lại. Nguyễn Thị Ninh nỗ lực đến chút sức lực cuối cùng để cán đích với thời gian 3 giờ 46 phút 44 giây, đứng thứ 8 trên 9 vận động viên nữ dự thi. Ngay khi cán đích, Nguyễn Thị Ninh đã bị sốc nhiệt, ngất xỉu và cần sự trợ giúp của y tế.